Đây anh, đây là cái con đường trước đất này anh nhá. Hôm nay người ta mới trải đá xanh này này. Đó. Thì nó bắt đầu từ đây này. Đó, bắt đầu từ đây. Cái đường nhỏ nhỏ bên hông này hiển thị trên sổ luôn anh nhá. Đó, lô số 1, số 2, số 3, số 4. À, lô số 1, số 2, số 4 là bên này. À, còn qua cái nhà dân bên kia thì từ lô số 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anh nhá. Bây giờ em quay cho anh. Đó, từ lô số 1 lên lô số 4 có cái nhà. Cái lô số 4 nó có cái nhà. Đó. Ở giữa thì nó có cái nhà dân nhé. Ở giữa nó có cái nhà dân. Đấy, qua nhà dân thì bắt đầu tới lô số 5 này. Đó, chỗ con gà đó, tới lô số 5 này. Đó. Lên đến vườn cao su kia. Đến cái vườn cao su này là hết này. Đây em quay lại. Đó, đây em ạ. Đó. Cứ đi thẳng đường này ra là mình ra DT753, ủy ban xã Tân Phước đi thành phố Đồng Xoài. Còn đi hướng này thì mình lên được DT753B. Đi Tạo Lực, đi quốc lộ 14. Đi nhiều nơi lắm, đi hướng này này. Anh nhá. Bây giờ em gửi video này cho anh nhá. Còn cái giá bán thì vẫn như cái bảng giá em gửi anh ấy. Không có gì thay đổi cả.